Đấy, em mới dạy phải ăn miếng to như vậy đó. Đấy. Đấy, em về dạy cũng rồi đút xa vá rất là lạ. mẹ Paloma chở mẹ Paloma tới nhá. Hôm nay là em mê với lại chị Bông Paloma Simon hẹn nhau đi chơi. Trời ơi, bonjour. Biết xin parler vietnamien avec moi. Salut. Ça va? C'est quoi cette tenue? Bah c'est une tenue de station. Ah oui, tu vas danser comme ça? Non. Non. Alors si jamais il y avait besoin, il n'y a pas de souci. Hein, non, ou... Đó, ông xã nói là tối nay ông xã sẽ đưa bọn này đi chơi xong là tự đón về. Con ông mẹ Paloma nói là nếu mà mai ở xa quá thì để mẹ của Paloma nói là ở gần ấy sẽ đi đón về hộ. Nhưng ông xã nói là thôi để mình đón. Ê, tối nay mấy giờ về? On y va vers 21h, je sais pas. Non, 21h, c'est pas un peu tôt? Si, je sais pas. Parce qu'en fait, le bal est ouvert à 21h. Mais comme c'est une entrée gratuite, j'ai peur que ça fasse comme à Griège et que le Rio Ophélie, quand elle arrive à minuit, il n'y a plus de place. Allez, par contre, ça, alors 21h, je pense que c'est un peu tôt. Mais par contre, c'est vrai que tu as raison, si c'est gratuit et que si c'est plein à l'intérieur et qu'il y a trop de monde, si vous arrivez trop tard, c'est possible. Est-ce que c'est les conscrits dans ces... Ouais. Je pense qu'il y aura les... Il y a la fête pour l'année. Oh là là, conscrits. Oui, il y a les neiges avant. Ah oui, et t'as mis des sous? Ah oui, j'ai mis des sous. Ok, j'avais pas pensé. En fait, j'avais pas pensé à ça. Je pense qu'il y a la fête pour l'année. Bah oui, c'est vrai. Donc à la rigueur avant... Hein? Hai bạn đang thì thầm mùa xuân ấy. Úi giời. Tối nay được đi chơi nha, đi chơi, chơi... trò chơi siêu tốc, sau đó là bắt đầu đi nhảy. Tối nay là có cái công ski giống như ngày xưa mà Mai làm tiệc á, xong rồi tối họ có mở nhạc cho bọn trẻ con vào nhảy. Đó. Deuxième, mais je l'avais déjà fait, mais c'était les parents d'une autre copine qui nous emmenaient. Enfin, ouais. Par exemple, chez Sarah, c'était sa mère qui nous avait emmené et ramené. À, em mới nói rằng là đây lần thứ hai con đi chơi cái ba như này. Mà lần trước là gần nhà Mai nhá. Để tối nay xem có bạn bè lên đồ thế này. Lần trước mẹ điện thoại mấy giờ em mới đi hãy đi về? Mấy giờ? Hai giờ sáng. Thế hôm nay mấy giờ? Sơ xoa xì kè lơ vô gọng. Hai giờ sáng. Non mais il aurait pu très bien juste passer l'après-midi avec vous puis après partir, voilà, je sais pas. Hein. Non, mais... non mais lui qui peut pas sauver. Mais tu l'as fait comment? Tu l'as fait à distance? Em đang khoe là ngày mai 10 giờ sáng ấy, là hôm nay đi chơi 2 giờ đêm về, nhưng mai 10 giờ sáng là em sẽ dạy học tiếng Việt. Đấy là cái buổi học đầu tiên chính thức của em nhá. Bông đâu rồi, Bông ơi? Ra chào khách như thế là mất lịch sự con. Không sao, phải ra chào, đã nhóm mặt ta rồi, phải ra chào. Mẹ Paloma, chào mẹ. Chị là mẹ Paloma. Enchantée. Valérie. Valérie. C'est bien. Bon. Eh ben, c'est, ça va être une grande première. Bon, bah voilà. Bon, bah, je vais vous laisser les filles. Enfin, les filles. Paloma. Paloma.
Est-ce que tu veux demain m'envoyer le devoir pour tu fais ici avec mes ou tu comment? Tu veux chèque pour tes devoirs? Mais je vais pas m'y Mais c'est t'envoie en photo. Ah bah oui. Ça c'est plus intelligent. Tu m'envoies en photo. Em bé đang cười Paloma là có một cái túi sách nặng thế này mà không có cầm sách vở đi để học. Thế là Mai mới hỏi là con có bài về nhà không? Em bé nói là con có bài về nhà rồi mà con học xong tối hôm qua rồi và con cũng học ôn luôn tiếng Việt rồi. Em bé, thế con phe được qua tiếng Việt rồi hả? Tiếng Việt thế có cái gì? Ouais, bah, tu peux filmer ça. Oui, mais il a quoi? Oh, sinon, tu as pas fait. Non, mais je te dis un vrai exercice. Oui, mais en fait, j'ai de tout. J'ai autant du vocabulaire, j'ai autant de la grammaire, j'ai tout mélangé. C'est première fois, elle a essayé le mercredi. C'est première fois, elle a essayé le cours de vitamine. C'est là que ça y est. Essayé et le samedi, dimanche, c'est la première fois, c'est demain, c'est première fois. Ah oui, premier voilà. Cours, oui. Ah oui, d'accord. Ok, ah oui, c'est le premier cours. Elle a fait exciter pour ce soir. Oh là là. La Paloma. Ah, vous allez goûter ça. Này, ăn thử đi. Đó, bây giờ cho ăn bánh đa này. Đó. Paloma, Simon. Non, mais c'est trop. À, bông nói tiếng Việt mới lại à, nói tiếng Pháp về Paloma là đây là một món ăn truyền thống của Việt Nam, bánh đa. Non, ça c'est le sésame. Đấy, hạt vừng đấy. Chị sợ là cái gì màu đen, chị không ăn. Em mời bạn ăn thử bánh đa nhá. Ngon không? Em mình có hỏi bạn ngon không? Tu sais? Em mình mama peut faire bœuf sauté, tu sais? Ngon không? Nó là ăn cái này nó khô quá. Chứ bằng pigo mày cắn như là con chuột cắn thế ăn làm sao thấy ngon được. Đó, chị phe cắm mềm chị phe pigo, chị phe cắm pochi cắm là sugi cơ mà gamma gì. Đó, em mẹ dạy phải ăn miếng to như vậy đó. Đấy. Dạy. Đấy, em mẹ dạy cũng rồi, đút miếng vào mồm cái là em mẹ đút nửa cái bánh đúc vào mồm cũng bị nó cho đi chuyên mét mong chưa được bánh bạn mong chưa bánh đúc đâu tôi bây giờ tăng tám phút sao ăn theo xin mấy đứa con hiểu thằng này nó gặm mãi nó như là con chuột ngon không ăn nữa đi được đi ça c'est le comment là non. Dans la salade, tu vois. Salade, mais au Việt Nam. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Mai cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn. Bye bye.